À, nãy giờ em cảm nhận cái anh kia như thế nào? À, dạ em cảm nhận là anh ấy cũng khá là dễ thương và có vẻ chân thật. Anh dễ thương lắm, nói chung là anh cũng có duyên lắm á. Em có một cái tật xấu gì không? Em giống như là mù đường luôn anh. À, mọi người đi thì có thể đi một lần, hai lần thì nhớ. Còn em thì ít nhất cũng phải 4-5 lần, mà những khi 4-5 lần thì em cũng không nhớ nữa. Kiểu như là đối với em một con đường thì đi bằng xe buýt thì nhìn nó sẽ khác, đi bằng xe máy và đi vào ban đêm thì nó sẽ khác với đi vào Ban ban ngày. ngày Dạ. đi buổi sáng khác buổi trưa đúng không? Dạ đúng rồi. Cho nên em rất mong là người yêu tương lai của em thì anh ấy đừng có mù đường giống em chứ Nhưng mà không. yên tâm đi, khi yêu em sẽ nhớ tất cả mọi con đường, bởi vì khi yêu thì những con đường đó là những kỷ niệm không bao giờ quên được. Không lo điều đó. Chiều cao thì có thiếu một ít Thiếu ha, một chút. so với tiêu chuẩn ha. Đúng rồi. Cái công việc hiện tại em đang làm đã ổn định chưa? Dạ đang ổn định rồi. Bây giờ nếu lấy vợ về mình sẽ ở đâu? Dạ mình ở nhà của ba mẹ em. Nhà ba mẹ, nhà có đông anh em không? Dạ có hai anh em. Hai anh em. Dạ ba mẹ. Em là anh hay là em? Dạ em. Em là em. Anh lấy vợ chưa? Dạ chưa. Ai đi với ai? Dạ em đi với lại mẹ em, anh em với hai đứa em. Ồ, có cả nhà luôn ha. Chào cô, chào em. Chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường và chào tất cả các vị khán giả ở đây. Hôm nay rất là tiếc là ba của Kiệt là bận công chuyện không lên đây được. Thì em Ly, em đại diện cho ba luôn. Khi bạn gái bước ra thì em không biết thế nào chứ mẹ em gật đầu liên tục rồi đó. Phải không mẹ? Thì anh cũng muốn hỏi em một chút xíu thôi. Thời nay là các bạn nữ là không thích sống chung với lại ba mẹ. Còn em thì em thấy sao? À, dạ em thấy là nếu mà sống chung với ba mẹ chồng thì cũng có rất nhiều ưu điểm. Ví dụ như là khi mà có con cái thì ba mẹ có thể hỗ trợ mình. Nếu như mà ba mẹ chồng của em nó hơi khó quá thì sao? Dạ em nghĩ là khó hay không thì sẽ phụ thuộc vào cảm nhận của từng người. Và nếu mà cái khó đó nó hợp lý thì em cũng chấp nhận thôi ạ. Vậy thì anh chúc mừng em, tại vì ba mẹ anh dễ lắm. Nhìn mặt là thấy cô thấy dễ rồi. Không có quan trọng cái vấn Chào cô đi. không có quan trọng cái vấn đề là phải ở chung với mẹ chồng hay không, cho nên là nãy chị Cát Tường kêu là anh đi sớm sớm mà chưa chắc à, nhiều khi em với nó đi á. Cô nói vài câu với con dâu tương lai đi cô. Dạ con chào cô ạ. Thì cũng yên tâm đi, tự vì á tôi đây cũng có một cái phương châm á là xem con dâu như con gái vậy đó, thành ra là không có lo về mà mẹ chồng nàng dâu gì hết á. Xem như con gái bình thường nó khác nữa. Dạ đúng là xem con dâu như con ruột rồi vậy đi. Con ruột đi à, đúng không? Ra mình bỏ xuống đất. À. Cảm ơn anh. Em con gấu. Coi như gặp bạn gái đầu tiên gây ấn tượng như thế là đẹp rồi. Dạ em chào anh. Rồi, anh chào em. À, anh có một sở thích gì đặc biệt không? Mình thích mang lại tiếng cười cho người ta thôi, mang lại niềm vui cho người ta thôi. Giống như cái không khí đang buồn đúng không, thì mình phải tạo gì đó để cho người ta vui lại. Giống như mình tốn tiền nhưng cái tiền đó mình làm cho người ta vui thì mình cảm thấy mình vui chứ. Được, bây giờ nó bạn gái đang buồn, tôi đang buồn quá, làm gì vui coi. Đây là một cái trò diễn ở trên tivi rồi, nhưng mà muốn diễn lại cho em coi thôi, cho nó vui thôi chứ. Dạ là anh diễn trên tivi ạ? Không có, người ta diễn tivi rồi. Em nhìn kỹ nha, hẳn ra ra hai đồng. Dạ. Đồng đồng màu gì? Dạ màu vàng. Đồng đồng màu gì? Màu bạc. Em đóng chắc lại. Vậy em thích đồng màu nào? Em thích đồng màu bạc. Thích đồng màu bạc đúng không? Thì em sẽ giữ trong tay đồng màu bạc. Anh sẽ lấy đồng màu đồng rồi đó. Giữ chắc nha. Một, hai. Bỏ túi. Sao đi đâu mất tiêu hay vậy anh? Vậy tao mới ảo thuật. Chỉ em ảo thuật gì nữa. Vui không? Vui không? Dạ vui ạ. Vui ha. Nãy giờ tôi cũng dòm kỹ lắm mà tôi chưa phát hiện ra đó. Em phát hiện gì không? Dạ không em chưa phát hiện. Nhưng mà đó, em có hở hở hí hí gì không? Dạ không chị. Em nắm chặt hai đồng. Dạ đúng rồi chị. Mất đồng. Em cũng không biết sao mất nữa. Lần sau cẩn thận nha, tiền của mình em đi chung với anh phải cẩn thận nha. Có đi chơi để tiền ở nhà. Vui chưa? Dạ vui rồi anh. Rồi cảm ơn em. Vui rồi vui rồi. Anh có phải là người nóng tính không ạ? Không nóng tính. Em cũng hơi sợ những người nóng tính. Đặc biệt là không nóng tính. Không nóng được. Rồi mình hẹn hò sao nè? Cái khoảng cách về hẹn hò sao? Thì anh đi làm là từ thứ hai đến thứ bảy luôn, thì gặp nhau được thứ bảy hoặc chủ nhật gì đó. Dạ buổi tối thì sao anh? Tại vì thứ... buổi tối thì sợ mệt thôi, tại vì năm rưỡi 6 giờ mới về tới nhà lận. Nếu không mệt thì có thể đi đâu đó cũng được. Rồi đi chơi với bạn gái cũng sợ mệt, ủa yếu lắm hả? Khỏe không? Đi chạy xe cả ngày rồi, thì về phải mình phải bủng rủng tay chân, mình mệt mỏi chứ. Bủng rủng tay chân hả? Mình là khỏi đi chơi luôn đúng không? Mệt thì bây giờ mình ra đường, mình chạy xe cả ngày ngoài đường là con mắt rất là cay. Mình phải gặp bạn gái để mình nạp năng lượng vô chứ. Thì ví dụ như một tuần này gặp một hai lần, ba bốn lần là được chứ, ngày nào cũng gặp là sao chịu nổi chứ. Không cũng thiệt tình, được cái được thiệt tình thôi đó. Em muốn hỏi gì anh nữa không?
Dạ em không có câu hỏi gì thêm. Nãy giờ trò chuyện cảm nhận về đối phương như thế. Nãy giờ em nói thì thấy em là một người rất là chân tình, chân thành, có sống có tình cảm. Dạ em cảm ơn anh. Dễ thương, cũng được 30% của Khải My. Hết thời gian. Hết thời gian. Mời em. Cô gái đã không bấm nút. Tại sao em lại không bấm nút? Em thấy ảnh làm việc có vẻ cũng vất vả, và cái việc mà đi ra ngoài buổi tối thì có vẻ em cũng không muốn làm ảnh mệt thêm.